Thưa quý khán giả, mảnh đất Gò Công, tỉnh Tiền Giang từng là một đô thị sầm uất từ giữa thế kỷ 19 đến đầu thế kỷ 20. Nhưng đâu chỉ có những dinh thự, đền chùa, những kiến trúc mang giá trị nghệ thuật. Địa danh này còn gợi nhớ về vùng đất của những cây sơ ri ngon nhất miền Tây Nam Bộ. Hồi trước, người dân trồng sơ ri thu hoạch theo mùa. Khi vào vụ, mỗi ngày bà con hái trái chín mang ra chợ bán. Những năm sau này thì nhờ biện pháp kỹ thuật cho trái nghịch vụ, nên hầu như sơ ri đã cho thu hoạch quanh năm. Loại trái cây giàu vitamin này còn là cây trồng giúp nông dân đất Gò vượt qua nghèo khó. Cho đến nay, chưa có tài liệu nào khẳng định thời điểm cây sơ ri bén duyên trên đất Gò Công. Còn theo nhiều lão nông, vào thời Pháp thuộc, có người đã đưa giống sơ ri ngọt về trồng và trở thành đặc sản lúc nào không hay. Trái sơ ri Gò Công lớn hơn ở những nơi khác không chỉ nhờ sự chăm sóc của nhà vườn mà còn nhờ thổ nhưỡng vùng này rất thích hợp. Hơn nữa, sự mặn mòi của vùng đất ven biển đã làm nên hương vị trái sơ ri mà ít nơi nào có được. Rất là tự hào vì xứ sở của mình, sơ ri nó ngon, nó có hương vị đậm đà, ngon. Đến năm 2007, một giống sơ ri mới được nhập về trồng ở đây. Loại này cho nước nhiều, trái to, thích hợp cho chế biến, càng góp phần tăng thêm giá trị cho trái sơ ri đất Gò Công. Cái truyền thống của mình thì mình sử dụng làm trái cây, còn cái này thì mình có thể làm mứt, mình chế biến nhiều thứ khác. Như vậy hiện tại, Gò Công có 3 giống sơ ri, chủ yếu là 2 giống truyền thống, vị ngọt và chua ngọt, thường dùng để ăn tươi. Này thêm giống mới, vị rất chua, dùng để làm mứt, nấu siro và ngâm rượu.